Tôi cũng nhìn
Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tìm ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi của tản ra động từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người do Thánh Thần làm từ các vùng biên hạn trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai đấy đều nghe các thông nói tiếng tạ xứ của mình. Họ sửng sốt, hán phục và nói: những người đã nói đó không phải là người Galilee cả. Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Sude, Cappadocia, Ponto và Sasia, có người là dân Pygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Lipia giáp giới Kyrene, nào là những người Roma đến đây, nào là những người Do Thái cũng người đạo theo, nào là người đảo Cơ Dê Ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ cùng nói tiếng của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thank you.
tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã được chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa.
Hôm nay ông bà anh chị em chúng ta đi rước có mệt không? Nóng không? Hôm nay là Chúa thương mấy ngày hôm nay có mưa, và sáng nay trông vậy mà sáng nay là có tí mưa đấy, chứ không thì còn nóng nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay tôi đi rước, tôi nhìn thấy ở trên bầu trời các cái đám mây tụ vào có một cái hình rất là giống hình Chúa Thánh Thần, tức là hình biểu tượng của chim bồ câu, nhìn đẹp lắm. Mà không biết là ông bà anh chị em chúng ta đi rước thì chúng ta để ý cái gì? Để ý cái gì? Đi rước thì chúng ta thấy là muôn đời đi rước vẫn là thánh giá đến cao, đạo đức đi đầu tiên, xong bắt đầu là một chàng lau nhau, là bắt đầu là lôm côm mà đi cuối cùng, cũng là hãng vậy hết đấy, là còn có loa rồi có người xuống kinh cái thứ đi cuối cùng để cho chúng ta rồi, nếu mà không là rất là khó. Cho nên là chúng ta thấy mỗi một cái cuộc rước là mỗi một cái cuộc biểu dương tuyên xưng đức tin của chúng ta, nhưng đồng thời cũng làm cho mỗi người chúng ta mỗi một ngày được tăng trưởng hơn trong đời sống cộng đoàn của chúng ta. Ngày hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một ngày đại lễ quan trọng vô cùng. Ông bà anh chị em chúng ta đi lễ, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta không biết là chúng ta có cảm nhận gì về đại lễ Chúa Thánh Thần hay không, nhưng mà xin được gợi ý chia sẻ với ông bà anh chị em một khía cạnh thôi. Đó là tại sao khi Chúa Giêsu Kitô lên trời thì Chúa Giêsu Kitô chỉ có hứa ban Chúa Thánh Thần thôi, không hứa ban cái gì khác đâu, chỉ có hứa ban sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống thôi. Và trong khi đó trong đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta quên mất về ơn của Chúa Thánh Thần. Hàng ngày chúng ta đi lễ này, chúng ta cầu nguyện này, thì chúng ta cầu nguyện cho công ăn việc làm này, cầu nguyện cho sức khỏe này, cầu nguyện cho gia đình này, cầu nguyện cho khỏi ốm đau bệnh tật này, vân vân. Những điều đó là đúng, là cần. Bởi vì chúng ta biết ở trong kinh lạy cha đấy, khi chúng ta đọc cái chúng ta biết là chúng ta cầu cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta lương thực hàng ngày này, xin cho chúng ta thoát khỏi tay kẻ thù, khỏi xa vào cơn cám dỗ, thoát khỏi sự dữ. Điều ấy đúng lắm, chúng ta cầu nguyện như vậy thì rất đúng. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện như vậy rồi chúng ta dần dần chúng ta cảm thấy rằng là lời cầu nguyện của chúng ta nó khô khan đi, nó khô khan. Bởi vì chúng ta làm sao? Bởi vì ý cầu nguyện của chúng ta ít quá, ý cầu nguyện của chúng ta ít quá. Chúng ta cứ để ý xem, hôm trước, tuần trước nữa tôi chia sẻ, tôi bảo là tôi thấy ít thấy các bà, các chị lễ xong các thứ ở lại cầu nguyện ít lắm. Là bởi vì trong cái đầu óc của chúng ta cái ý cầu nguyện ít quá, ít quá, không biết cái cầu nguyện cái gì nữa. Thì các ông này thì đương nhiên là không đạo đức bằng các bà rồi, nhưng mà ngay kể cả các bà, các chị cũng rất là ít ở lại cầu nguyện riêng, tâm sự với Chúa ít. Là vì trong đầu của chúng ta cái ý cầu nguyện không có. Vậy thì tôi gợi ý hôm nay chia sẻ của ông bà anh chị em, đó chính là chúng ta vẫn thường đọc về ơn của Chúa Thánh Thần, và ngày hôm nay chia sẻ đó là bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Bảy ơn của Chúa Thánh Thần có nghĩa là Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta bảy ơn, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải liên lỉ cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta những ơn đó. Xin Chúa cho chúng ta những ơn đó. Đầu tiên đó là ơn khôn ngoan. Trong bảy ơn này là không hề có cái ơn nào liên quan đến tiền bạc đâu nhá. Không hề liên quan đến tiền bạc, không hề liên quan đến sức khỏe, không hề. Bởi vì chúng ta biết rồi, tiền bạc thì có làm mới có ăn. Tiền bạc thì chúng ta biết là có cái đầu này nó có tư duy thì nó mới có ra tiền được. Chứ không tiền nó không có từ trên trời rơi xuống được. Hoặc là đi ra ngoài đường đá vào cục tiền nó không có. Không có chuyện đấy. Hoặc là sức khỏe. Sức khỏe chúng ta biết là con người của chúng ta thì từ Đức Giáo Hoàng cho tới những người giáo dân ai mà chả có bệnh.
thì có bệnh mới chết được chứ. Cho nên cái con người của chúng ta, cái vấn đề bệnh tật ốm yếu là cái chuyện bình thường. Anh giữ được tốt, anh bảo đảm được tốt thì anh khỏe, còn không thì anh ốm đau. Hoặc là không thì chúng ta biết có nhiều những nguyên nhân làm cho chúng ta bệnh tật. Cho nên là trong bảy ơn Chúa Thánh Thần là không có cái gì liên quan tới vấn đề về vật chất bên ngoài hết. Đầu tiên đó là ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan ở đây nôm na là giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết bao nhiêu những vấn đề này, biết bao nhiêu những biến cố sự kiện này, giúp cho chúng ta lựa chọn và nhìn nhận ra điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu. Vậy đấy, nôm na là như vậy đấy. Ơn khôn ngoan là giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta dưới cái đức tin của chúng ta nhận ra được và chúng ta lựa chọn điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu. Nhiều người vậy đấy, mà biết rõ là sai rồi mà vẫn cứ chọn đấy. Biết rõ là sai rồi vẫn cứ chọn, biết rõ là không được vẫn cứ nhảy vào đấy. Mà chúng ta nhiều khi chúng ta nói là người này thiếu khôn ngoan, nhưng mà thực sự ra là họ không có ơn Chúa. Họ không có ơn Chúa. Ơn thứ hai là giúp cho chúng ta gọi là ơn hiểu biết. Ơn hiểu biết là giúp cho chúng ta nôm la là hiểu biết những giáo lý về Chúa, những giáo huấn của giáo hội, giúp cho chúng ta hiểu biết về sự sống đời này, về sự sống đời sau, hiểu biết cái căn bản của đời sống. Có những người nói rằng là thôi bây giờ mình đang nghèo, đang không có tiền thì thôi khỏi phải giữ đức tin, thôi khỏi phải đi lễ. Đó là sự thiếu hiểu biết. Đó là sự thiếu hiểu biết. Ơn hiểu biết giúp cho chúng ta nhận ra, hiểu biết về cuộc sống này, hiểu biết những thứ mau qua, hiểu biết những cái thứ phù du để chúng ta không chạy theo, chúng ta không bám víu, hoặc chúng ta không có đặt cược cuộc đời của chúng ta vào những thứ đó. Quan trọng vậy. Rồi giúp cho chúng ta hiểu biết về Chúa. Mình không hiểu biết về Chúa làm sao mình yêu mến Chúa được. Mình không hiểu biết về Chúa làm sao mình tin Chúa được. Có một lần tôi nói nửa đùa nửa thật, nhưng mà nó là phản ánh một cái sự thật. Đó là đôi khi chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta về Chúa nó nằm ở cái thời kỳ học giáo lý xưng tội rửa lễ lần đầu, học giáo lý thêm sức, tức là thời kỳ trẻ em. Thời kỳ trẻ em, sự hiểu biết của chúng ta là nằm ở trong cái giai đoạn đó, thì sau này lớn lên thì chúng ta có thấy có nguy hiểm không? Lớn lên có nguy hiểm không? Cho nên là nhiều anh em thanh niên đó, nhiều anh em thanh niên đi ra ngoài mất đức tin. Mất đức tin nôm na đơn giản là bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta không chịu update, cập nhật sự hiểu biết về Chúa tương xứng với cả tuổi tác của chúng ta, mà chúng ta vẫn giữ những kiến thức, những vẫn giữ sự hiểu biết của chúng ta từ thời trẻ con. Ra ngoài xã hội một cái, va chạm một cái, chúng ta lấy kiến thức của trẻ con, lấy sự hiểu biết của trẻ con, chúng ta đi ra ngoài xã hội, chúng ta mất đức tin như chơi. Hoặc không mất đức tin thì trở thành khô khan nguội lạnh, không còn ý thức được cái đời sống đức tin của mình nữa. Về nhà thì đi lễ, lên trên đấy là không có lễ lạy gì hết. Về nhà bố mẹ dục làm cái nọ làm cái kia thì gọi là bố mẹ nói nhiều thì nghe vậy thôi, còn thoát ra một mình một cái là không còn tư cách gì của người có đạo nữa. Đó là ơn thiếu hiểu biết đấy. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta có cái ơn là ơn hiểu biết. Rồi ơn thứ ba đó là ơn biết lo liệu. Hôm trước tôi nói chuyện, tôi bảo rằng là nhiều khi mình chẳng biết lo liệu cái gì cả. Lúc về già ốm đau bệnh tật, ngửa tay xin con nó từng đồng một, không có tiền. Bởi vì có đồng nào đầu tư hết cho nó rồi còn đâu. Rồi có những người về già nay chạy nhà này, mai chạy nhà khác. Nhiều khi khó chịu,
ở với con cái, nhiều khi con cái nó trẻ, nhiều khi nó vợ chồng, con cái công việc nó giận cá chém thớt, về nhà nó đá thúng đụng nia, mình già rồi mủi lòng ngồi trên giường khóc tu tu. À, bởi vì thiếu ơn lo liệu, thiếu ơn lo liệu. Mình già rồi mình phải biết rằng là mình trẻ thì phải lo đến già, già phải có tiền chứ, có tiền thì xin ai. Già thì phải có chỗ mà ở chứ, không có ở thì đi ăn xin nữa, các con này làm gì mà chẳng tội, làm gì mà chẳng tội. Đấy là chỉ là ơn lo liệu về phần xác thôi, chưa kể về cái vấn đề ơn lo liệu về phần linh hồn. Ơn lo liệu về phần linh hồn nó là gì? Đó là mình nhận ra trước, mình lường trước, mình chuẩn bị trước để tránh rơi vào những cái cạm bẫy của tội lỗi, của ma quỷ. Nhiều khi mình hôm trước tôi nói chuyện đấy, tôi bảo là đã uống rượu bia rồi lại còn rủ nhau đi hát karaoke, mà vào những cái quán nó lại đèn nó lại mờ mờ ảo ảo, thế là ra ôm gái thôi. Không biết lường trước, lo liệu trước rằng là cái quán đấy nó mờ mờ ảo ảo như vậy thì nó có vấn đề mờ mờ ảo ảo, không tốt. Thôi, đã uống một hai chén rượu rồi, thôi anh em mình đi về nhà, vợ con nó chờ ở nhà. Không biết lo liệu trước, không biết lường trước, rơi vào cạm bẫy ma quỷ, rơi vào cơn cám dỗ thôi, có cái gì đâu. Ơn lo liệu quan trọng lắm. Ví dụ chẳng hạn, ơn lo liệu mình nhìn thấy con nhà hàng xóm, nguyên nhân bởi đâu nó hư, nguyên nhân bởi đâu nó mất dạy, nguyên nhân bởi đâu nó cãi cha chửi mẹ, nguyên nhân bởi đâu nó ăn trộm ăn cắp. Mình nhìn thấy nó như vậy thì mình liệu trước con nhà mình đi, liệu trước con nhà mình đi. Mình lại chơi cái trò kiểu rằng ăn may con nhà nó bị, chưa chắc con nhà mình bị, không biết lo liệu. Rồi là mình biết rằng là trẻ con mỗi đứa nó một tính một nết, có những đứa nó rất là ngoan, nói hai ba câu một cái là nó ý thức nó răm rắp đâu vào đấy luôn. Nhưng mà có những đứa tính nó ương, nó bướng, không cho nó ăn đòn, nó không chịu. Thì mình phải biết lo liệu. À, cái đứa này nó cái tính cách như này thì mình phải xử lý kiểu này, uốn nắn nó trong từng giai đoạn như này. Hôm nay có người hỏi rằng là thưa cha, bây giờ trẻ con nó bướng, bảo là bướng hay không bướng ấy là bởi vì mình không có phương pháp, không có phương pháp. Có nhiều cái dẫn đến việc không có phương pháp. Thứ nhất là bản thân mình trình độ không có, trình độ về mặt tri thức không có, không có trình độ về mặt tri thức. Lớp 6, lớp 7 thì trình độ tri thức cái gì? Trình độ tri thức ở đâu ra? Bỏ học sớm quá, mải chơi quá, nên là không có trình độ mà tri thức. Thứ hai, đó là sau khi lập gia đình có con cái rồi, gánh nặng về kinh tế, gánh nặng về công việc, nó đè lên cho mình không còn thời gian học hành nữa. Dẫn đến cái việc làm sao? Dẫn đến cái việc là mình không theo đuổi kịp, mình không bắt được các cái phương pháp dạy dỗ, giáo dục. Cho nên làm sao? Cái đúng cái lúc cần đánh thì không cần đánh, lại không đánh. Cái lúc không cần đánh thì lại chửi, lại oánh thật lực. Nhiều đấy, nhiều trường hợp, nhiều ông. Cái lúc mà cần phải trị nó thì mình không chịu trị, lại còn bênh nó, lại còn tặc lưỡi. Thậm chí làm sao? Thậm chí là có những cặp vợ chồng thì mẹ dạy con thì bố lại lao vào càn, bố dạy con thì mẹ lại bắt đầu là thế nọ thế kia. Thế là thôi, cái lúc cần đánh thì không đánh, cái lúc không cần đánh thì đánh. Mình thiếu cái phương pháp giáo dục đó, cho nên dẫn đến cái việc mà sau này con cái nó không vào quy củ, không vào nề nếp, nó hư rồi, nó đến cái độ tuổi mình không uốn được nữa, chịu à, thôi hết cách. Lúc đó là mình nói do ý bề trên. Làm gì có ý bề trên nào ở đây, như có ý bề trên toàn đổ tội cho Chúa, không có được. Đó, thiếu sự lo liệu. Rồi tiếp theo nữa, đó là ơn thứ bốn là ơn sức mạnh. Ơn sức mạnh giúp cho chúng ta thực thi những điều mà chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta được biết, chúng ta được hiểu. Nhờ giáo hội dạy dỗ chúng ta hiểu biết những điều đó thì chúng ta phải có ơn sức mạnh để chúng ta thực hiện. Còn nếu mà không là chúng ta không thực hiện được, không thực hiện được. Bởi vì con người của chúng ta nó hạn chế, nó khuyết điểm.
Ơn thứ năm đó là ơn thông minh. Ơn thông minh được cắt nghĩa bởi nhiều cách khác nhau, nhưng mà tựu chung lại đó chính là ơn thông minh giúp cho chúng ta ngay lập tức nhận ra thánh ý của Chúa trong những biến cố, trong những sự kiện ở trong đời sống thường nhật của chúng ta, nhận ra được thánh ý của Chúa. Có những người ốm đau, bệnh tật, nhiều khi mất đức tin. Nhưng mà có những người ốm đau, bệnh tật lại mạnh mẽ hơn về đời sống đức tin. Là bởi vì làm sao? Bởi vì trong cùng một biến cố đó, nhưng mà có những người nhận ra thánh ý của Chúa, có những người không nhận ra thánh ý của Chúa. Rồi trong những cái sự kiện trong đời sống thường nhật này, có những người cho đó là chuyện ngẫu nhiên, cho đó là chuyện ăn may, cho đó là chuyện đen đủi. Nhưng mà có những người trong những biến cố, sự kiện thường nhật của hàng ngày, người ta lại nhận ra được thông điệp mà Chúa muốn gửi cho bản thân mình. Và từ những thông điệp đó, từ những chỉ dẫn đó, người ta lột xác, người ta thay đổi, người ta chuyển dòng đời của người ta. Rồi tiếp theo nữa, ơn thứ sáu là ơn đạo đức. Ơn đạo đức giúp chúng ta sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, và sống yêu thương anh chị em mình với tư cách là anh chị em. Yêu mến Chúa, hiếu thảo với Chúa và yêu thương phục vụ anh chị em, hai cái đó mới gộp vào mới gọi là một người đạo đức. Đó, nhiều bà có những người bảo là con trông bà đấy đạo đức thế cơ mà, con trông ông đấy đạo đức thế mà. Ông đạo đức nhưng mà ông ấy chỉ hiếu thảo với Chúa thôi, mà ông ấy quên mất cái vế thứ sau, đó là thương yêu phục vụ anh em mình. Cho nên không thể nào gọi là người đạo đức được. Không thể là người đạo đức được. Người đạo đức là người hiếu thảo với Chúa là Cha và yêu thương anh chị em mình. Đó là người đạo đức. Rồi cuối cùng ơn thứ bảy, đó là ơn kính sợ Thiên Chúa. Ơn kính sợ Thiên Chúa ở đây là nằm ở trong điều răn thứ nhất, đó là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Khi chúng ta tôn kính Thiên Chúa thì chúng ta không phải tôn kính trong sự sợ hãi, nhưng chúng ta còn tôn kính trong sự yêu mến Chúa, và chúng ta cố gắng chúng ta sống để sống đẹp lòng Chúa, tránh làm phiền lòng Chúa. Nếu mà chúng ta mà nắm được từng đấy ý để chúng ta cầu nguyện này, tôi thiết tưởng rằng là không bao giờ chúng ta cầu nguyện hết được. Tôi đố ai mà cầu nguyện hết được. Bởi vì trong những lúc cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cần những hồng ân đó, chúng ta cần những cái chuyện đó, nhưng mà bởi vì chúng ta không diễn tả ra được, chúng ta không biết, cho nên là chúng ta không cầu nguyện ra được. Nhưng mà sao qua việc chúng ta tìm hiểu về bảy ơn của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta trong đời sống đức tin và trong đời sống cầu nguyện được gắn bó hơn với Chúa, và được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, sáng bởi ánh sáng Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật từ sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta mà để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần và người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Anh chị em thân mến, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy tha thiết khẩn cầu cùng Cha trên trời. Xin cho hội thánh nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần thúc đẩy trung thành diễn tả khuôn mặt của Đức Kitô phục sinh cho thế gian. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Xin cho các tổ chức quốc tế biết mưu cầu hòa bình đích thực cho thế giới và liên kết với nhau để xây dựng tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin cho các bệnh nhân được gặp được niềm an ủi nơi Chúa và sự chăm sóc nơi người chung quanh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin cho mọi người tham dự phục vụ hôm nay được Chúa Thánh Thần ban thêm ân sủng của bí tích rửa tội và thêm sức để được đổi mới không ngừng trong đời sống. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng. Lạy Cha, Cha muốn mọi dân tộc và ngôn ngữ chúc tụng người khen Cha. Xin nhận lời cầu nguyện và ca tụng của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa từ. Nhờ kết hợp với con một Cha, chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiền và không ngừng tung hô rằng: Thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bên trời đất đầy vinh quang Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa xin nhân hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhân anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thường hàng ngày, và tha nợ chúng con nhờ chúng con cũng tha kẻ con chúng con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhờ ơn cứu chúng con cho con. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con rằng là Chúa, ta đã có, nhưng xin Chúa ban một lời, để hiểu con sự
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực, giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin trân trọng kính mời cha xứ an tọa. Kính thưa cha và cộng đoàn, cứ mỗi dịp tháng năm về, toàn thể giáo hội dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời với giáo xứ Trung Kỳ chúng con đã rước kiệu Đức Mẹ trong bầu khí hết sức trang trọng và linh thiêng. Cộng đoàn chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha xứ và Mẹ Maria bằng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, kính thưa cha và cộng đoàn, và giờ đây con xin trân trọng giới thiệu ông Chánh Trương đại diện cho giáo xứ lên tổng kết tháng hoa, và cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời ông. Trọng kính cha xứ Giuse, kính thưa quý cố cùng toàn thể cộng đoàn. Tháng năm, tháng đặc biệt mà giáo hội dành để con cái mình hướng về Mẹ Maria, chiêm ngắm và suy niệm về cuộc đời của Mẹ, để những gương nhân đức cao vời của Mẹ dẫn đường chỉ lối cho nhân loại vượt qua bóng đêm của tội lỗi và sự dữ, đến và được vào chốn bình an của Chúa. Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta quy tụ về đây long trọng tổ chức cuộc rước dâng hoa tôn kính Đức Mẹ, và cùng với Mẹ dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa về muôn ơn lành và hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta. Qua lời truyền cầu của Mẹ, nhờ ơn Chúa quan phòng, giáo xứ chúng ta đã tổ chức thành công 5 lần rước kiệu Đức Mẹ quanh làng, kết thúc một tháng hoa thật tưng bừng, rộn ràng và tràn ngập niềm vui. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã để tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và tri ân cha xứ của chúng ta. Kính thưa cha xứ Giuse, cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã linh hướng xây dựng chương trình, sắp xếp và tổ chức 5 cuộc rước kiệu ở 4 giáo họ và nhà xứ. Qua đó, chúng con có cơ hội gặp gỡ, xây dựng mối tương quan đoàn kết trong tình huynh đệ một nhà. Đó cũng là khoảng thời gian chúng con được hiệp hành, được cùng nhau suy niệm chiêm ngắm về cuộc đời của Mẹ Maria. Xin Mẹ ban ơn thêm sức cho chúng con, để chúng con nhận ra sự yếu đuối bất toàn của bản thân mà cậy trông kho thác cuộc đời cho Chúa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa cộng đoàn, thay lời hội đồng mục vụ giáo xứ, xin được cảm ơn ban mục vụ của 4 giáo họ đã cùng cộng tác thu xếp chuẩn bị và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cuộc rước kiệu và dâng hoa cộng đồng tôn kính Đức Mẹ được diễn ra hết sức tốt đẹp. Xin được cảm ơn ban trống, ban kèn nam nữ, các hội đoàn, các em lễ sinh, đặc biệt là các đoàn hoa đã dệt nên một tháng hoa đầy sắc màu rực rỡ dâng kính Đức Mẹ. Xin cảm ơn toàn thể các thành phần trong cộng đoàn dân Chúa đã nỗ lực hy sinh, góp công, góp sức cho thành công của tháng hoa. Xin tất thảy cảm ơn mọi người. Kính thưa cha,
Tháng hoa kết thúc bằng việc rước kiệu Đức Mẹ và dâng hoa cộng đồng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thật là ý nghĩa và là dịp cộng đoàn chúng con xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa để chúng con biết bắt chước các nhân đức của Mẹ, biết nói lời xin vâng như Mẹ, biết lắng nghe trong tinh thần khiêm tốn, biết lắng nghe để phục vụ, biết hủy cái tôi của bản thân để cảm thông tha thứ, và lắng nghe để dặn ra tiếng Chúa nói với chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc đời. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ ban ơn lành, ban ơn và chúc lành cho cha xứ, cho mỗi người trong giáo xứ chúng con. Xin trân trọng cảm ơn cha xứ và toàn thể cộng đoàn. Kính thưa cha, kết thúc tang hoa, chúng con cũng rất là vui, vấn khởi. Và xin cha cho chúng con những lời huấn dụ để niềm vui tháng hoa chúng con được lan mãi trong cuộc đời này. Xin mời cha. Thôi chứ huấn dụ gì nữa, huấn dụ suốt thì chúng ta vừa xong thì ông Chánh cũng cảm ơn tất cả mọi người rồi. Ở đây chúng ta cũng là dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Maria, và chúng ta cảm ơn nhau rồi cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cùng nhau cảm ơn và cầu nguyện cho nhau bằng bài hát chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, Chúa mừng ngày lễ tuyệt vời, Chúa ban tràn đầy hồng phúc. Xin chúc mừng và xin chúc mừng. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Thank you.